Rồi, xin chào các bạn đến với kênh kỹ thuật điện nha. Thì đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách lắp đặt hoàn CP hai CP đây. Ok. Đây mình sẽ có một kẹp này là kẹp nguồn này. Các bạn để ý kẹp này kẹp nguồn chính là đưa xuống nha. Nguồn chính từ từ đồng hồ điện của điện lực đưa vào đây nha, đưa vào đây. Rồi ok, rồi mình xuống dây đỏ nằm phía bên bên phải, dây đỏ nằm phía bên trái, lửa nằm bên trái và nguồn nằm bên phải. Rồi mình xuống đây cũng y xì vậy. Đó, mình sẽ chạy đây. Này. Đó, lửa chạy qua. Nhưng mà thằng CP chống giật này, nó lửa là nó nằm bên phải này. Nó ngược lại với thằng CP này nha các bạn. Ngược lại với thằng CP này. Đó, ok. Lửa nằm bên phải và nguội nằm phía bên tay trái. Thì qua đây là dây đầu thải. Đây là dây kẹp ra, đây là dây thải tải cho toàn bộ cái nhà này luôn. Ở đây thì mình sẽ đậy nắp tủ lại thôi, còn cái thằng này nó hơi dài hơn này xíu thì mình sẽ mài cái nắp tủ nha, mài nắp tủ đậy đơn giản luôn. Đấu là phải đấu như vậy, nếu mà hai CP là phải đấu như vậy. Ok, thằng này là thằng CP chống giật, còn thằng này là CP chống ngắn mạch. Ngắn mạch với lại là quá tải, thằng này cũng có quá tải luôn này, 30A này, còn dòng rò của nó là 30mA nha. Thì nó có 15 30, thì đa số là tiện dụng là 30mA, còn 15mA thì nó nhẹ hơn. Ok, đây là test. Thế là nó vẫn còn xài được, nhưng mà nếu các bạn ok muốn test ok thì cho dây lửa tiếp đất, bỏ xuống đất cho dây lửa tiếp đất là biết cái nhảy hay không. Rồi các bạn thấy hay thì nhấn đăng ký kênh cho mình nha. Chào tạm biệt.